Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 9, kỷ niệm 52 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên trên kênh truyền hình quốc gia VTV. Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi chiếc camera đầu tiên tự lắp đặt trong thời kỳ sơ khai đến nay, Đài truyền hình Việt Nam đã phát triển toàn diện với hạ tầng cơ sở vật chất khang trang, công nghệ hiện đại. Các chương trình thường xuyên được đổi mới nội dung và hình thức thể hiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả. Đặc biệt, phát triển các chương trình trên nền tảng số đang là một trong những ưu tiên của Đài truyền hình Việt Nam hiện nay. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. Những ngày đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống xã hội, các nhóm phóng viên, đạo diễn, quay phim, kỹ thuật viên xông pha vào những nơi nguy hiểm nhất để kịp thời cập nhật tin tức, làm phóng sự, phim tài liệu. Đi vào trong cái vùng tâm của tâm dịch để ghi lại những thước phim, ngoài niềm tự hào này còn là trách nhiệm, là ý thức mang trên mình mỗi một phóng viên. Trong thiên tai mưa lũ, trên những tuyến đầu, những phóng sự điều tra có sức tác động lớn đến xã hội, đội ngũ phóng viên cũng sẵn sàng lên đường bất kể thời gian nào đến những nơi có thể nguy hiểm đến tính mạng. Xin kính chào các bạn. Xin mời các bạn theo dõi buổi truyền hình ngày hôm nay của Vô tuyến Truyền hình Việt Nam. Đây là cuộc truyền hình trực tiếp lần đầu tiên được tổ chức giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Từ hai tiếng phát sóng đầu tiên cách đây 52 năm, giờ đây gắn với biểu tượng VTV, hiện có 9 kênh quảng bá với 120.000 giờ phát sóng mỗi năm, cùng với đó là hàng trăm kênh truyền hình dịch vụ. Việc lựa chọn bước vào sản xuất và phát triển nội dung số, cùng với việc tận dụng những nền tảng mạng xã hội đang được Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. VTV quan tâm đến nhu cầu của xã hội, nhu cầu của công chúng, nhất là khán giả trẻ đang có nhu cầu sử dụng các thiết bị công nghệ để xem nội dung. VTV với cái sự chuyển đổi mạnh mẽ về công nghệ trong rất nhiều năm qua, và đặc biệt là cái sự thay đổi về tư duy trong sản xuất nội dung, thì một nội dung của truyền hình đã được sáng tạo và được thực hiện bằng rất nhiều phiên bản khác nhau. Từ đó có cách phân phối đa nền tảng trên ứng dụng Internet, trên ứng dụng VTV Go, rồi qua truyền dẫn của mình, kể cả thậm chí cả mạng xã hội nữa, v.v. Thì cho phép VTV có thể xuất hiện ở nhiều nơi với nhiều phiên bản. Hơn nửa thế kỷ qua, VTV đã định vị trong lòng công chúng như một kênh thông tin chủ lực, chính thống và đáng tin cậy nhất. Các thế hệ của Đài truyền hình Việt Nam đã, đang và luôn tiếp bước để cùng nhau đi trên con đường vì sự phát triển của truyền hình Việt Nam bằng sự đam mê và tình yêu với nghề. Cảm ơn vì đã yêu VTV.